Tử vi tuổi Mão năm 2024, tài lộc thất thoát, dễ vướng kiện tụng. 2024 là một năm tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức với người tuổi Mão. Tuy nhiên, nếu bản mệnh biết cách đối mặt và vượt qua, bạn vẫn có thể đạt được những thành công nhất định. Về sự nghiệp, công việc của người tuổi Mão trong năm 2024 gặp nhiều vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian. Để tránh những tổn thất và sai lầm đáng tiếc, tuổi Mão cần cẩn trọng hơn trong mọi bước xử lý. Nên tập trung vào công việc chính của mình thay vì mơ tưởng những điều viển vông xa xôi. Có những thời điểm công việc khó khăn chồng chất, bế tắc khiến con giáp này mất niềm tin vào chính bản thân. Nếu không kịp thời ổn định tinh thần, bạn sẽ trượt dài vào những suy nghĩ tiêu cực, dễ nhận thất bại. Ngoài ra, tuổi Mão có thể bị đồng nghiệp ghen ghét, đố kỵ. Tuy nhiên, càng về cuối năm, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ hanh thông, thuận lợi hơn. Về tài lộc, tài vận của người tuổi Mão trong năm 2024 giảm sút trông thấy. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn trong khi bạn phải tiêu tốn một khoản lớn như thua lỗ trong kinh doanh, làm việc sai sót, tiêu dùng hoang phí. Trong năm nay, tuổi Mão luôn tìm cách tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười. Những người kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn. Về tình duyên, niềm tin trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Mão sẽ bị đem ra thử thách trong năm 2024. Những người đã kết hôn thường có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, bạn trở nên đa nghi và không hài lòng về đối phương. Chính vì vậy, không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, tranh cãi, thậm chí có va chạm. Với người độc thân, bạn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ. Hãy gạt bỏ những tổn thương quá khứ để đón nhận những mối quan hệ mới. Chỉ khi bạn mở lòng mới có thể xóa bỏ khoảng cách và tiến xa hơn. Về sức khỏe, người tuổi Mão trong năm 2024 cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân. Nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh, khoa học để tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch. Bên cạnh đó, áp lực từ công việc, tiền bạc hay những muộn phiền về tình cảm có thể khiến bạn rơi vào tình trạng lao lực. Nhìn chung, năm 2024 là một năm khá nhiều khó khăn, thử thách đối với người tuổi Mão. Tuy nhiên, nếu bản mệnh biết cách đối mặt và vượt qua, bạn vẫn có thể đạt được những thành công nhất định.